Cô là vợ của tôi mà cô dám ngoại tình với sếp tôi sau lưng tôi thế này à? Chồng cô đè vợ tôi ra thì tôi cũng phải đè vợ của hắn ta ra, như thế mới công bằng. Tôi phải ngủ với cô. Anh đưa gái vào khách sạn được, còn tôi thì lại không đưa trai vào khách sạn được. Cô, tối nay anh định cho em đi ăn đâu ấy? Em thích đi đâu mình đi đấy, quan trọng. Hôm nay nếu không vì lên công ty làm thêm vào cuối tuần thì tôi đã không được chứng kiến khung cảnh nóng bỏng của sếp ạ. Sếp nghĩ ăn vụng ở trên công ty thì sẽ không ai biết được sao? Bấy lâu nay tôi chịu đựng sự hành hạ, sỉ nhục của anh, giờ cuối cùng cũng có cơ hội nắm thóp anh rồi. Hôm nay thơm thế. Ai thế? Thôi, công việc. Kệ. Mi. Này. Đồ khốn nạn. Tôi là vợ của tôi, mà cô dám ngoại tình với sếp tôi sau lưng tôi thế này à? Tôi xinh đẹp giỏi ra, làm sao mà sống mãi với thằng nhân viên quèn như anh được? Cô nói đi, cô làm trò dơ bẩn đến từ khi nào? Cứ bình tĩnh. Để tôi nói cho cậu biết, nếu tính mỗi lần tôi ngủ với vợ cậu là một cái sừng, thì đến bây giờ trên đầu cậu cái sừng nó dài phải đến tầm 100 tầng rồi đấy. Em có bỏ ta, tôi động chạm vào vợ cậu một tí mà cậu cũng máu chó hơn hẳn. Nó khác với cái việc thường ngày cậu cun cút như con cún con. Đánh đi. Cậu mà đánh tôi thì tôi cho cậu nghỉ việc ngay trong một nốt nhạc. Anh Thắng này, nếu hôm nay anh đã biết rồi thì tôi cũng lật bài ngửa luôn. Chúng ta ly hôn đi, để tôi có thể tự do phục vụ anh Huy. Chỉ có anh Huy ấy thì mới mang lại hạnh phúc cho tôi thôi. Nghe thì chưa? Tôi chắc là vợ của anh cũng chưa biết chuyện này đâu đúng không? Cái gì cơ? Cậu dọa tôi ấy. Cái chuyện mà tôi cặp bồ cặp bịch ấy, vợ tôi nghe mãi cũng quen rồi. Dằm ba cái chuyện vớ vẩn này, cô không để tâm. Loại rẻ rách như cậu ấy còn dọa tôi nữa. Từ ngày mai nghỉ việc đi. Anh cũng chuẩn bị nhận đơn ly hôn từ tôi đi. Cậu là trợ lý của anh Huy đúng không? Anh Huy không có ở nhà. Cậu đến đây có việc gì thế? Cậu làm cái gì đấy? Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Alo, cảnh sát ạ? Có một tên biến thái xông đến nhà tôi. Tôi không phải là biến thái. Tôi muốn đòi lại công bằng. Cô nhìn đi, chồng cô và vợ tôi đang làm gì thế này? Vợ anh á? Thôi được rồi, anh cần bao nhiêu tiền để xóa đoạn clip này? Ra giá đi. Tôi không cần tiền, thứ tôi cần là cô. Chồng cô đè vợ tôi ra thì tôi cũng phải đè vợ của hắn ta ra, như thế mới công bằng. Tôi có phải người đè vợ anh ra đâu, mà anh đến tìm tôi để đòi lại công bằng. Nếu như anh cần tiền, tôi sẽ đưa tiền cho anh. Tôi không cần biết. Tôi là người đơn giản. Chồng của cô làm gì vợ tôi thì tôi sẽ làm y hệt với vợ hắn. Tôi phải ngủ với cô. Anh từ từ, anh bình tĩnh đã. Chị Linh ạ, kết quả khám của chị có rồi. Bệnh lạnh tử cung của chị ngày càng nặng đấy. Nếu chị cứ không sinh hoạt vợ chồng đều đặn như thế này thì có khả năng cao là chị sẽ bị suy tử cung đấy.
Anh, làm ở khách sạn thì cũng thích đấy. Nhưng mà em thích làm ở công ty anh hơn cô. Được rồi. Ơ kìa, Linh, cô làm gì này? Tại sao lại đi vào khách sạn cái thằng này? Hả? Anh đưa gái vào khách sạn được, còn tôi thì lại không đưa trai vào khách sạn được. Tôi và vợ của sếp đang yêu nhau rất nồng cháy và khăng khít. Làm ơn tránh đường. Cô được lắm. Cô dám ngoại tình sau lưng tôi à? Định bôi cho chát chấu mặt thằng này ấy thì. Tôi đã nói rồi, cái gì anh làm được thì tôi cũng làm được. Anh ngoại tình được thì tôi cũng ngoại tình được thôi. Nhưng mà thằng bồ cô ấy là chồng của tôi. Còn anh nữa, thấy tôi cặp với sếp anh nên là bây giờ anh cũng cặp với vợ sếp phải đổi đời chúng tôi à? Ok. Anh đi. Chúng nó đú mình nhớ. Kệ nó đi. Đi. Từ bây giờ, anh Thắng sẽ chuyển về đây ở cùng với tôi để tiện yêu đương. Mà tôi nói luôn, ngôi nhà này không phải của một mình anh đâu, nên anh không có quyền đuổi. Thôi em, không cần nói thêm nữa. Mình vào việc luôn đi, anh thèm lắm. Đợi em một chút. Anh đi ra ngoài đi. Ok. Này. Ok. Chúng mày được lắm, dám thách thức tao à? Nhất định tao sẽ không ly hôn để chúng mày toàn nguyện. Đi, em đang ở đâu? Chuẩn bị quần áo đi. Rồi, anh đón qua ở với anh nhé. À! Này, cô bị điên à? Sao lại đẩy tôi? Đến nhà khác ở thì biết ý một chút. Đây là bàn bếp để nấu ăn, chứ không phải là cái giường để cho hai người hú hí ở đây. Sao thế? Vợ ghen à? Anh với cả My ở phòng nhỏ đi, còn phòng lớn để tôi với Thắng ở. Không được. Anh, sao anh lại đồng ý cho cô ta dùng phòng to? Em không dùng phòng nhỏ đâu. Nói gì đi. Chuyện vãnh này em để ý làm gì? Alo, anh yêu à? Tuấn anh về sớm nhá. Mình đi mua cho anh một ít đồ. Anh sắp lên trước trưởng phòng rồi, phải mặc đồ hiệu chứ. Cái gì cơ? Điên à? Sao chưa hỏi ý kiến tôi cho thằng quát con ấy lên làm trưởng phòng? Này, tôi là người nắm quyền nhân sự ở công ty, anh biết mà. Em lắm vợ. Dùng cái gì đến cha nội này, chẳng phải là anh ghét anh hận tôi lắm vợ? Tôi cứ tưởng anh hiền lành ngơ ngơ như nào, hóa ra cũng cặp với vợ sếp, khác gì tôi đâu. Khác chứ vợ, anh cặp cải với Linh vì muốn mang tiền về cho gia đình mình. Gì? Chứ anh chưa bao giờ hết yêu em cả. Em có thể làm tất cả mọi việc, anh sẽ tha thứ, miễn sao em đồng ý quay về với anh là được mà. Anh nói cái gì cơ? Mang tiền về cho gia đình à? Đúng thế. Em không biết Linh mới là chủ nhân thực sự của công ty à? Còn Huy, Huy chỉ có cái vỏ bọc giám đốc thôi. Quyền sinh quyền sát của công ty đều nằm trong tay Linh hết. Điên à? Sao chưa hỏi ý kiến tôi cho thằng quát con ấy lên làm trưởng phòng? Này, tôi là người nắm quyền nhân sự ở công ty, anh biết mà. Anh chỉ đang lấy lòng Linh, cô ta thắng trước cho anh rồi bỏ rút cô ta một khoản lớn. Em có từng thắc mắc rằng tại sao
Linh ngoại tình trước mặt Huy mà Huy vẫn không dám ly hôn với cô ta không? Tại sao? Bởi vì tất cả mọi thứ nằm trong tay Linh. Nếu như ly hôn, Huy sẽ không có bất cứ thứ gì cả, chỉ có bàn tay trắng ra đi thôi. Em chờ anh. Khi nào anh được thăng chức và bòn rút được một khoản lớn từ Linh, anh sẽ quay về bên em. Em có đồng ý không? Có khi nào anh ta nói đúng không nhỉ? Vì ông Huy chưa bao giờ thấy ông ta dám bật vợ. Thực ra em vẫn còn yêu anh lắm, không ạ? Vậy thì em phải chứng minh tình yêu của em. Em phải giúp anh, giúp anh một tay trong chuyện này. Đây là thẻ của Linh, em cứ tiêu xài thoải mái. Thế anh còn cần em giúp gì nữa không? Alo, chúng mày xem ảnh xếp Huy ngoại tình đi nhá. Này, cô nói linh tinh gì đấy, đi lên làm việc. Anh cố xé làm cái gì? Tất cả công ty đều nhìn thấy hết rồi mà. Hội đồng quản trị cũng đã họp xong rồi. Anh sẽ bị phế chức giám đốc điều hành. Bởi những bê bối đời tư của anh làm ảnh hưởng đến công ty nghiêm trọng. Chính cô làm việc này đúng không? Hả? Tại sao cô lại có những bức ảnh này? Nói mau! Rất tiếc, người làm việc này không phải là tôi, mà là cô bồ đáng yêu của anh đấy. Sao hả? Tại sao cô lại lấy ảnh chúng ta ra dán đầy hết cả công ty? Hậu quả nó lớn như thế nào cô biết không? Biết hậu quả nên mới làm đấy. Nói thẳng ra thì anh cũng chỉ là một thằng bù nhìn thôi. Tất cả tài sản của anh ấy đều là vợ anh giữ. Đã nghèo là còn muốn làm giàu phách. Đúng rồi, tôi vợ tôi đồng sở hữu tất cả mọi thứ, từ nhà cửa đất đai cho đến công ty. Chính vì cái phốt vừa rồi ấy, lấy hết phần của tôi đi, biết không ạ? Anh Thắng, tất cả những gì anh nói mới là thật, còn anh ta nói điều đúng không? Chồng tôi nói đúng rồi đấy, tôi và anh ta đồng sở hữu tất cả mọi thứ, thế nên bọn tôi mới mãi dùng rằng mãi không chịu ly hôn. Để tôi tiết lộ cho anh một bí mật nhé, chính tôi là người đã mua chuộc My để phản lại anh. Cậu, tôi hiểu đầu óc của vợ tôi như thế nào mà, đầu óc của vợ tôi đơn giản lắm, chỉ cần nhiều chút tiền thôi là việc gì cô ta cũng dám làm. Anh nói cái gì đấy hả? Là tôi không hề có ý định muốn quay lại với cô. Tôi chỉ muốn mua chuộc cô để chơi khăm anh ta thôi. Còn kế hoạch này, ngay từ đầu là do tôi và chị Linh dựng lên. Bọn tôi không hề làm gì nhau và có ý định làm gì nhau cả. Tôi chỉ muốn trả thù đôi mèo mả gà đồng các người thôi. Không phải bằng cách này. Anh có muốn trả thù hai người bọn họ theo một cách tàn nhẫn hơn không? Chúng tôi muốn nhìn thấy hai người tự cắn xé lẫn nhau. Giờ thì các người mất tất cả rồi, cả tình lẫn tiền. Bây giờ mời hai người đi ra khỏi nhà tôi. Được lắm. Các người cứ cẩn thận đấy. Vàng cưới của chị đâu? Từ bao giờ mà chị dâu có trách nhiệm để tặng vàng cưới cho em chồng vậy? Em lấy cái chỗ vàng cũ của đám cưới mình ấy ra dặn cho nó. Tôi là vợ anh chứ không phải ô zin của nhà anh nhá. Sa, em làm cái gì trong phòng chị thế này? Thì bây giờ căn phòng này là của tôi. Chị mau thu dọn tất cả đống quần áo của chị ra một phòng khác nhá. À mà này, tôi tưởng chị đi làm ấy nhiều tiền như nào cơ, mà quần áo của chị trông phèn chết đi được ấy. Tính chọn một cái mà chọn mãi chả được cái nào. Ai cho em tự tiện lục tung đồ của chị lên như thế? Mà tại sao em lại xuất hiện trong nhà chị như thế? Rồi.
cho anh đưa nó lên đây chứ sao nữa. Sắp tới nó sẽ ở đây một thời gian để chuẩn bị cho cái đám cưới của nó. Sao anh đưa nó lên đây mà không nói trước với em không? Sao lại phải nói? Nó là em gái của anh mà. Lên trên này em đón tiếp là điều bắt buộc thôi. Anh quên mất đây là nhà của ai à? Đây là nhà của tôi, là do tôi tự bỏ tiền ra mua. Nên nếu ai muốn đến đây ở ấy, thì tôi phải là người được biết đầu tiên. Eo ơi, sao chị ghê gớm thế? Cùng là người nhà với nhau mà, chị khắt khe với tôi quá thế. Càng là người nhà thì càng phải tôn trọng nhau thì mới chung sống được. Cái điều cơ bản như thế mà hai anh em nhà anh cũng không biết được. Rất là mệt mỏi với chị luôn đấy. Nói chung ý là chị mau dọn đồ đi, để tôi còn ở đây. Ở đâu ra cái thói khách sang nhà chơi lại đòi chiếm phòng chủ nhà vậy? Thì tôi chuẩn bị làm cô dâu rồi. Tôi rất là nhiều việc và nhiều đồ, cần một cái phòng rộng như thế này. Thế nhá. Anh xem em gái anh đi, làm như thế mà được à? Thôi, nó là em uốn trong nhà thì nhường nó tí đi. Cưới xin đến nơi rồi, vợ chồng mình ở cái phòng bé hơn một tí cũng được chứ sao. Em bảo này, đám cưới sắp tới của em ý, anh với cả bố mẹ phải thuê cho em cái trung tâm tiệc cưới nào mà to nhất, đắt nhất, xịn nhất ở trên này đấy nhá. Với cả ấy, trang trí phần hoa phải từ cửa chạy vào tới sân khấu. Mày cứ yên tâm, mày là em gái anh thì mày không phải lo. À mà, cái phần quan trọng nhất ý là cái tiết mục trao vàng. Anh phải trao cho em một đống vàng vào, càng nhiều càng tốt, càng nặng càng tốt. Để em trưng hết lên trên người, nhà chồng em nhìn thấy á, lác mắt luôn. Hai anh em ăn cơm trước đi à? Bây giờ em mới đi làm về mà. À, trà nó bảo đói nên là anh cho nó ăn trước. Ngồi xuống ăn cơm đi. Thế phần của em đâu? Đây, ở trên đĩa còn thừa bao nhiêu đồ ăn ý. Và của chị tất đấy. Cái gì cơ? Ý cô là hai anh em nhà cô ăn trước mà không để dành phần cơm cho tôi á? Ôi, người nhà với nhau rồi ăn uống như nào cả được, phiên phiến thôi. Ngồi xuống ăn cơm đi em. Người ăn trước thì phải để dành phần cơm cho người ăn sau. Cái phép tắc cơ bản đấy mà hai người cũng không biết à? Cái đống đồ ăn thừa này cho lợn ăn chứ tôi không nuốt nổi. Hai người giữ lấy mà ăn đi. Này, không ăn thì quay lại dọn dẹp đi nào. Mẹ, mẹ ăn cơm chưa? Con ăn rồi ạ. Anh Thắng ở nhà nấu cơm, con về chỉ việc ăn thôi. À mà mẹ ơi, việc mà bố mẹ định lên đây chơi ấy, có thể hoãn sang tháng sau được không ạ? Tại cái trà em chồng con nó mới lên đây để chuẩn bị cho đám cưới, nên là cũng không còn phòng trống nữa. Lại là cái con bé rạch rời rơi xuống ấy. Đùa, nghĩ đến con bé là mẹ lại tức lộn cả ruột. Thôi mẹ đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Nói lại bảo chê trách, nhưng con có nhớ cái hồi cưới con không? Nhà bên đấy trả cho con dâu với con trai được một xu gì. Đến lúc làm lễ cũng không có vàng để trao cho con dâu luôn. Kêu là dồn hết tiền để lo cho con em chồng con mua đất ở quê rồi. Thôi, mẹ đừng nhắc lại chuyện đấy nữa. Sao không nhắc lại được? Cái lý lẽ ấy của nhà chồng con, mẹ không nuốt nổi luôn đấy. Con đang dở tí việc, con tắt máy đây, con chào mẹ. Vợ ơi, xem em là cho anh với Trà cái chỗ quần áo này đi. Để anh với nó qua nhà chồng nó bàn chuyện cưới xin. Bố mẹ ở dưới quê bận chuyện công việc nên là không lên trước được. Anh ở đây thì anh đại diện thôi. Anh có mắt không anh Thắng? Anh thấy tôi đi làm về đã kịp ăn cái gì chưa? Mà đã sai tôi là quần áo cho anh rồi. Em gái anh nó không có tay có chân để tự là được à? Tôi là vợ anh chứ không phải ô xin của nhà anh nhá. Biết làm sao nữa, giấu cái gì mà giấu kỹ thế, tìm mãi mà không thấy chỗ cái bảng cưới đâu đâu. Em tìm khắp nhà từ sáng giờ rồi vẫn chả thấy gì cả. Thôi mày tìm nhanh lên không là vợ anh về đấy. Hai người đang làm trò gì đấy? Linh, anh tưởng là tối em mới về cơ mà. Tôi đổi được chuyến bay nên về sớm, hóa ra anh không đón được tôi là vì bận ở nhà làm cái trò này à? Không, anh có làm gì đâu. Không làm gì em nghĩ đâu. Không như tôi nghĩ thì là như thế nào? Anh giải thích cho tôi tại sao hai anh em nhà anh lại lục lọi đồ trong phòng của tôi như thế? Vàng cưới của chị đâu? Vàng cưới của chị em hỏi làm gì?
Chẳng lẽ hai người lục đồ trong phòng của tôi là để tìm vàng cưới của tôi à? Thì chà, nó cũng đám cưới đám xin đến nơi rồi. Em là phận làm dâu thì em cũng phải tặng vàng cho em nó chứ. Cái gì? Việc tặng vàng cưới là của anh và bố mẹ anh là chính. Tôi là dâu thì tặng là phụ thôi chứ. Từ bao giờ mà chị dâu có trách nhiệm phải tặng vàng cưới cho em chồng vậy? Thì nếu như mà em không mua được vàng mới tặng nó thì em lấy cái chỗ vàng cũ của đám cưới mình ấy ra tặng cho nó. Chứ bây giờ mà mua vàng mới thì đắt với cả lỗ lắm. Vàng cưới của tôi là của bố mẹ tôi, họ hàng tôi tặng cho tôi. Đến bán tôi còn không nợ bán, nợ đem cho người khác. Hơn nữa, nhà anh có tặng cho tôi được chỉ nào đâu mà anh đòi hỏi như thế. Em làm sao thế nhỉ? Cưới nhau rồi thì về đồ đạc của cải là của chung hết. Em làm dâu thì em phải có bổn phận vun vén chăm lo cho nhà chồng chứ. Này, lấy đâu ra cái kiểu chị dâu? Chồng nói một câu là cứ cãi chém chém 10 câu thế à? Chị hơi bị láo rồi đấy. Anh tôi bảo chị làm gì ấy, chị cứ làm đi. Có muốn tôi mách lẻo bố mẹ tôi là chị tắc trách không lo được cho tôi không à? Để rồi xem, kiểu gì bố mẹ tôi á cũng chửi cho chị một trận rồi trả về nơi sản xuất ấy. Ok, thôi được rồi, tôi sẽ lo bằng cưới cho Trà. Dây chuyền, kiêng vàng, hoa tai tôi đều mua mới hết, nên không cần phải động vào bằng cưới của tôi đâu. Đấy, nói như thế ngay từ đầu có phải đỡ cãi nhau không? Chị dâu của em đúng là số 1. Anh em mình đúng là trai tài gái sắc em nhỉ. Con của cùng một bố mẹ đẻ ra có khác trông y hệt nhau. Hôm nay là lễ dạm ngõ của em. Em sẽ khoe với gia đình nhà chồng em được anh chị chuẩn bị cho quà cưới là một bộ vàng full option. Chắc chắn là bên nhà chồng em sẽ lác mắt cho mà xem. Đương nhiên, phải là như thế thì khi em về nhà chồng em mới không bị người ta coi thường. Mà không biết là chị dâu của em chuẩn bị vàng đến đâu rồi nhỉ? Hộp gì đây hả em? Ngày cưới sắp đến rồi. Đây là quà cưới chị dành tặng cho em đấy. Trong hộp này toàn vàng ấy hả chị? Thích thế. Em mở nhá. Mở đi. Cái gì thế này? Thì là vàng em đã hứa tặng đây. Này, chị bị điên à? Vàng là vàng 4 số 9, chứ không phải cái loại vàng mã như thế này. Ơ kìa, đây này. Trong này cũng có khắc 4 số 9 nhá. Yên tâm, giống thật lắm. Ngồi đi mà. Anh! Anh làm gì đi? Em làm sao thế? Ý anh không phải là vàng này. Nhưng ý tôi là vàng này. Các loại nhà chồng chưa lợi dụng còn rút tiền của con dâu như nhà anh ấy thì chỉ xứng đáng với cái loại vàng này thôi. Anh xem từ hồi tôi cưới anh về, nhà anh đã cho tôi được cái gì chưa? Vật chất không, tinh thần thì lại càng không. Nhà anh thì keo kiệt bùn xỉn, còn anh thì lười biếng, công việc bấp bênh. Tôi lấy anh về, vừa phải đi làm, vừa phải lo kinh tế gồng gánh cho cái gia đình này. Đúng là càng tốt càng hy sinh cho người ta bao nhiêu thì người ta càng nghĩ đấy là điều dĩ nhiên. Chị nói ít thôi, nó đạo lý nhiều đấy. À, quan trọng là bây giờ là lễ của tôi. Vàng thật đâu, vàng của tôi đâu? Cái đấy em phải hỏi bố mẹ em, anh trai em ấy, chứ hỏi chị làm cái gì. Mà cùng lắm ấy là không có vàng thôi. Giống như cưới chị ngày xưa ấy, nhà em có cho chị chỉ nào đâu. Chị, tôi không bỏ qua chị đâu, tôi sẽ mách bố mẹ tôi. Em mách thoải mái, chị sống như thế nào nhà em tự biết. Chị chưa bao giờ làm cái gì khiến bản thân mình phải hổ thẹn cả. Từ bây giờ chị sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn, chẳng việc gì phải nhún nhường hy sinh cho ai hết. Mà không có chị làm dâu nhà này thì nhà em chỉ có thiệt thôi, nhớ chưa? Nghe anh nói đã, anh biết là gia đình anh mà anh sai với em rồi. Cả nhân viên trong cái công ty này ấy sẽ phải phục tùng và nghe theo lệnh của chị. Làm ăn kiểu gì đấy? Ờ thì cô không có não à? Nào, từ từ thôi anh. Một, hai,
3, 4. Sao trong một buồng vệ sinh lại có đến tận 4 cái chân nhỉ? À, đúng như mình nghĩ. Hai bàn chân đi giày nam, hai bàn chân đi giày nữ thế kia. Thanh niên bây giờ kinh thật đấy. Giữa nhà vệ sinh công cộng mà dám làm chuyện ấy luôn. Trà và sếp Thắng. Hóa ra là hai người đó trong buồng vệ sinh nữ. Nhưng mà hai người đó yêu nhau từ bao giờ vậy? Đúng hôm mình tăng ca ở lại công ty muộn thì mới nhìn thấy được cảnh này đây. Cặp đôi hư hỏng công khai rồi cơ đấy. Ê ê mày ơi, chà nó yêu sếp Thắng kìa. Eo ơi, đúng là chuột xa chĩnh gạo. Chả sao cô được sếp nhở. Này, cái loại xấu xí như chúng mày ý, thì làm sao mà hiểu được tầng lớp cao hả? Em đứng đây nhá, anh vào trong làm việc trước đây. Chị Trà, sao chị lại ném dép lung tung thế ạ? Thì sao? Các loại nhân viên cấp dưới thấp cổ bé họng như cô ấy mà dám nói lại tôi á? Không biết đường mà cất giày tôi vào tủ đi. Sao tự nhiên hôm nay chị lại hống hách với em vậy ạ? Bởi vì ấy, từ giờ chị là người yêu của giám đốc em. Chị ở một đẳng cấp khác rồi. Em không với tới đâu. Sao em lại ở đây? Anh còn hỏi nữa, anh không nhớ chúng ta vừa làm gì à? Anh với em thì làm gì với nhau được. Anh nhớ là hôm nay anh gặp đối tác ở trên tầng trên, ăn uống với nhau rồi anh đi xuống nhà vệ sinh. Anh đâu có nhớ là anh đã gặp em đâu nhỉ? Đúng rồi, anh vào nhà vệ sinh nữ, lôi em vào trong buồng rồi chén em ở trong đấy mà. Giám đốc, sao anh lại vào nhà vệ sinh nữ ạ? Hỏi ít thôi, tôi đang sắp không chịu được nữa rồi đấy. Không thể nào mà như thế được. Anh không phải cái kiểu người như thế, nhất là với nhân viên như em. Thế bây giờ anh cứ xuống phòng bảo vệ check lại camera xem có phải em đưa anh từ nhà vệ sinh nữ ra không nhá. Mà này, anh đã làm con gái nhà người ta như thế mà bây giờ định chối bỏ trách nhiệm à? Lúc anh say thì anh có biết mình làm càn đến mức nào đâu. Em quá là thất vọng với anh đấy sếp ạ. Bây giờ ấy, em sẽ nói cho cả cái công ty này được biết anh cưỡng ép em như thế nào. Được rồi, nếu mà anh làm như thế với em thật thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Nhưng mà em muốn anh bù đắp như nào? Thì em đã trao thân cho anh như thế, anh phải trở thành bạn trai của em chứ. Đấy là cách của một người đàn ông chịu trách nhiệm đấy anh ạ. Anh đồng ý. Mặc dù mình chưa qua giai đoạn tìm hiểu nhau, nhưng mà anh sẽ cố gắng vun vén cái thứ tình cảm này. Em yêu anh. Mà em ý, sẽ mãi mãi chỉ là một cô nhân viên quèn, cố rách áo ôn thôi. Chị bây giờ đã bước lên tầng lớp thượng lưu rồi. Tất cả nhân viên trong cái công ty này ý, sẽ phải phục tùng và nghe theo lệnh của chị. Trong đó có cô em đấy. Nhanh cái tay lên cất giày của chị vào đi, rồi còn đi mua nước cho chị chứ. Mà có làm được không đấy? Không thì chị bảo anh Thắng đuổi việc em nhé. Chị được lắm. Fan này tôi tạm nhịn chị. Đợi đấy.
Trà sữa của chị đây ạ. Cốc full topping hết 70.000 ạ. Đưa thế thì uống kiểu gì? Cắm cái ống hút vào. À mà chị chưa có tiền mặt ở đây đâu. Lát gửi sau nhé. À mà báo cáo chị bảo em làm hộ ấy, làm xong chưa? À, đây ạ. Này, cái phần báo giá tôi bảo cô làm hộ tôi ấy, sao lại để trống thế? Hả? Làm ăn kiểu gì đấy? Ờ, thì em không biết báo giá của các hạng mục là bao nhiêu, nên là em để trống cho chị điền mà. Không biết đi thì mở cái mồm ra mà hỏi, rồi tự điền vào chứ. Tối nay tôi đi ăn với người yêu của tôi, là giám đốc của cô đấy. Bị muộn giờ, tôi bảo lỗi của cô nhá. Thế thì chị cho em xin báo giá đi, để em điền luôn ạ. Thì... À, đây là cơ hội để mình kiếm chắc tí chứ nhỉ. Ngồi xuống đi, đừng đến nhìn à. Ai làm bản kế hoạch và báo giá này? Em làm ạ. Cô không có não à? Tại sao lại báo giá thấp hơn một nửa? Bây giờ gửi đi rồi, bên phía khách hàng người ta đồng ý, có nghĩa là công ty mình đang bị thua lỗ đấy. Nhưng mà bản báo giá này là chị Trà. Thôi đi Linh, em làm ăn tắc trách ý, thì phải tự chịu trách nhiệm chứ. Tự lấy cái tháng lương tiếp theo ấy mà bù vào phần lỗ cho công ty nhá. Nhưng mà em... Phần chênh lệch giá ấy đã vào túi của tôi rồi. Đồ ngây thơ ạ. Anh Nhu ơi, mình kết thúc cuộc họp ở đây được không ạ? Tôi quá thất vọng với cô Linh ạ. Tôi cứ nghĩ cô là một nhân viên tiềm năng. Tôi còn đang định cất nhắc cho cô lên vị trí cao hơn. Vậy mà bây giờ cô làm thế này à? Cũng không cần phải giải thích gì cả, cũng không cần phải đền bất cứ cái gì hết. Thay vào đó ngày mai cô nghỉ việc đi, không cần phải đến công ty nữa. Đi ra ngoài dọn đồ. Anh yêu ơi, anh đừng có cáu giận nhá, mau già lắm đấy. Để em bóc đầu cho anh nha. Cậy mình là người yêu giám đốc nên chèn ép nhân viên khác à? Chị sống khốn nạn như thế, tôi sẽ gặp quả báo sớm đâu. Cảnh cáo anh là đừng có gọi điện cho tôi nữa rồi cơ mà. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Cái gì? Anh bảo cái thai trong bụng tôi làm sao cơ? Anh đừng có mà nhận nó là con của mình đấy. Tôi đã tìm ra nó được một người cha giàu có, thông minh. Anh không có cửa đâu. Ngoan ngoãn thì hãy để yên cho nhau sống nhé. Đang có bầu sao? Nặng quá. Chị Giáo, chị bê vào trong bà giúp em vậy ạ. Này, sao cô dám sai người yêu của giám đốc hả? Chán xấu người ạ. Giàu có tài giỏi mà chị ta nhắc đến là giám đốc Thắng Hưng. Chị ta định bắt anh Thắng đổ bò đứa bé trong bụng à? Cứ như bản kế hoạch mà làm em nhé. Anh, em bị chậm rồi. Chậm cái gì? Chậm kinh ý.
Từ sau hôm em với anh ở trong nhà vệ sinh là em không còn rụng râu nữa rồi. Ý em là... Ý em là em có con với anh rồi đấy. Chắc là mình phải xúc tiến cái việc cưới nhau sớm thôi, chứ không thì bụng em to mất. Nhưng mà chưa gì em đã nghĩ đến việc kết hôn thế. Thế có chắc gì cái thai trong bụng của em đó là của anh không? Anh nói linh tinh cái gì đấy? Em chỉ có mình anh thôi. Câu này chắc chị nói với nhiều người lắm rồi nhở? Linh, em nghỉ việc rồi cơ mà, sao còn ở đây? Là tôi, chính tôi đã khôi phục chức vụ cho Linh. Linh chỉ là nạn nhân của cô thôi. Và Linh cũng đã nói với tôi tất cả những cái trò bẩn thỉu cô làm sau lưng tôi rồi. Từ việc cô cố tình làm sai bảng báo giá để rút lõi, tôi đổ tội cho Linh. Cho đến việc cô hống hách vì cậy làm người yêu của tôi. Và quan trọng hơn là cái thai trong bụng của cô kìa. Không phải là con của tôi, mà là con của người yêu cũ cô muốn đổ vỏ cho tôi. Không phải như thế đâu ạ. Nó nói điều đấy, anh phải tin em chứ. Giấy khám thai đây mà chị còn trốn à? Cái thai của cô là được 6 tuần rồi. Còn từ hôm ở trong nhà vệ sinh đến giờ mới chỉ được có 3 tuần thôi. Mà tôi còn chưa chắc được là hôm ở trong nhà vệ sinh tôi có làm gì được cô không. Bởi vì tôi say mềm đâu có làm được cái gì đâu. Kế hoạch của chị hoàn hảo đấy. Nhưng mà ông trời thì luôn có mắt chị trả. Gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi. Bây giờ người nghỉ việc là cô đấy.